Con sông ở nhà mình hôm nay bình yên thế. Con chú đang đi bắt cá gì? Rồi, đầu video hai vợ chồng mình và bé Hoài Đạt xin chào các bạn nha. Vẫn là những ngày ở nhà. Hôm nay gia đình mình mua đồ ăn đơn giản nha các bạn. Thì trước mắt là rau salad, này là salad lụa. Rồi đây là khoai lang để dành trưa ăn ha. Rồi đây là cá chạch. Cá chạch mua về chiên ăn, để chiên ăn với rau. Còn bên đây là bà xã mình hồi sáng mua được mớ cá bóng biển nè, ướp sả để dành ăn. Rồi hôm nay mình có đặt mua cái này về chỗ ông em nè, là cái này kêu bằng là gông nho biển ha. Rồi nè con khui đi, bây giờ mình lấy ra gông nho biển nè, chút xíu á mình ngâm rồi cái mình bỏ đá vô cho phát với Đạt ăn, rồi mình ăn kèm với cá luôn cũng ngon lắm. Nghe em nói là chấm với này nè các bạn, cái gông nho là chấm với cái nước sốt mè gan, nó cho 2 bịch. Đáng lý ra là một nửa ký gông nho là nó cho có mơ có 1 bịch à, mà như này cho 2 bịch luôn tại quen. Lấy một bịch đúng rồi, đây một bịch nó là như vậy. Rồi con cắt bỏ vô một hộp gông nho như vậy á, là nó 6 bịch, nó có hướng dẫn sử dụng này các bạn thấy kỹ không? Rồi mình làm theo những bước này rồi coi ăn ngon không ha. À, lấy đũa vuốt ra. Được mấy bịch rồi đây, họ đúng mấy bịch. Năm sáu bịch gì đó. Hết chưa? Sáu bịch. Mà hỏi đỡ ra nữa nè. Em nói là gông nho này mùa hè là ăn mát lắm nha các bạn, ngâm một hồi nở ra xong rồi mình bỏ đá vô ăn rất là giòn. Hồi nào giờ mình chưa có ăn cái gông nho này nha, hôm nay chiên cá ăn cơm rồi ăn kèm với gông nho với xà lách lụa. Như biết chạy xe đạp cho Như. Phát biết chạy xe đạp rồi, chiều nay bé Phát chạy vòng cho các bạn xem nha, cho mấy cô mấy chú xem nha. Nha. Dạ. Dạ. Ừ. Cơm chấm luôn. Lục phai mà lửa lớn lớn tí. Có bỏ muối chưa ra Đạt? Bỏ vô miếng muối nha. Ừ, muối cục á. Cục mình có 2 lu đó. Vậy là cá chạch này mình ướp muối chiên hết hả vậy? Chồng ướp muối hay là chồng chiên tư? Ướp muối đi. Ướp muối cho nó chiên cho nó ngon. Ướp muối hơi mặn mặn nó chiên cho nó ngon.
Hè này là Đạt ở nhà phụ tiếp ba mẹ nhiều lắm các bạn ơi. Muốn hả con mày? Muốn rồi. Con bỏ đại đi. Họ nói ấy nha. Anh hai chuẩn bị lấy bịch thứ hai bỏ vô, tại vì con bịch thấy ít quá nè. Ha Anh hai chuẩn bị bỏ bịch thứ hai vô. Ít quá, sợ ăn không đủ. Ơi. ông nho bỏ vô tủ lạnh ha ba. Chút xíu mình bỏ vô nở rồi cái mình bỏ bỏ đá lên. Nghe em nói là gông nho này là lúc mà nguyên chất á là nó không có ngon. Nó bị hôi, bị tanh gì đó. Cái này đã qua quá trình là xử lý lại nè. Xử lý lại nó sạch sẽ lại nè. Ăn nó không có hôi. Mình để vô chút có chút xíu là nó nở rồi các bạn. Cũng nhanh nở quá anh. Ngâm nước. Hồi nãy mình bỏ bịch vô thử trước. Thấy bịch ít quá. Rồi kêu Đạt cắt bỏ thêm bịch nữa. Cá trạch này mà được mà khoảng chừng 120 ngàn ký á, là hai chồng mình mua nhiều nhiều về để làm khô. Cá trạch nhỏ nhỏ không à, mà 160 một ký hả vậy? 160 một ký á, mua làm khô nó hơi hơi mặn tí. Nó tóm lại hơi mắc á. Ăn không nổi. Đâu? Mày cá nhỏ không? Cá bự được có một con à. Được mấy con? Mấy con cá bự hả? Ủa cái này là bán lộn xộn chứ đâu lựa hả vậy? Không, không có lựa. Khúc ngang ha. Khúc ngang. 16 bởi có mấy con nhỏ xíu kia nè, mà đa số là nhỏ. Vậy là cái phần cá chạch này á là mình cúp muối với bột tí bột ngọt cho nó hơi bằng mặn ăn cơm cho nó ngon nha các bạn. Với lại mình ướp muối á, mình chiên á nó không có bị dính. Buổi sáng này hai chồng mình ăn có món nha các bạn, cá chạch chiên. Mấy ngày dịch này ăn không có nhiều món được vì kinh tế hơi eo hẹp. Buổi sáng hai chồng mình tính mua mới cá chạch này về làm khô mà giá cao quá. Mấy cái gông nho sau khi mình rửa sạch bốn nước này các bạn, rồi xong rồi cái mình đập bậy dĩa đá ha, rồi cái mình gửi lên theo sự hướng dẫn trong cái hộp á. Mình ướp đá cho lạnh ăn nó giòn. Y chang à. Mình ướp muối cái mình chiên cái các bạn thấy cái da. Cái da nó không bị chóc nè. Nó rất là giòn. Rồi, bây giờ gia đình mình chuẩn bị dọn cơm ra ăn cơm nha các bạn. Buổi sáng hôm nay là mình chiên hai mẻ cá. Mẻ thứ nhất là cá nhỏ mình chiên chín rồi nè. Rồi giờ đang chiên mẻ thứ hai nữa là dọn cơm ra ăn nha các bạn. Mẻ thứ hai này là có mấy con cá bự nè. Rồi cá chạch chiên đã chín và vàng ươm rồi nè các bạn. Và gông biển mình ngâm từ bây giờ là khoảng được 30 phút rồi nha. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng dùng cơm nha. Có trứng con ăn trứng đi. Hổm gà cả nhà mình than trời mưa hoài. Rồi mấy ngày nay á, ông trời ông nắng quá trời luôn. Nắng mà nắng tới khoảng 6 giờ chiều mà vẫn còn nắng. Phải hôm bữa mà vợ chồng mình về dưới tắc địa mà nắng được như vậy là quá im luôn.
được gọi là khô thất bại hết các bạn ơi. Là có khô ăn mùa dịch. Ừ, là có khô ăn mùa dịch rồi, mà chín rồi về dưới làm khô thất bại rồi, nó bị bụng hết trơn rồi. Chỉ ăn được mấy con khô cá sặc à. Còn khô cá thác lát với mấy con khô cá sặc gần nó bụng hết trơn. Ăn hết ngon. Ủa ơi. Cá sặc gần là con cá sặc gần á. Ơi. Ăn cá thôi nha nè. Nó có vị gì không? Không. Nó cũng lại. Bỏ chén con. Ừ. Ăn được tốt lắm. Lấy nước sốt cho em chấm thử coi. Hai dân tới miệng luôn. Rồi ôm vô. Ngon không? Sao? Ngon thôi. Hả? Ăn nho thôi phải không? Ăn nho hả? Nho thôi, không có chấm được đó, em không có chấm được đó được. À, rồi, con nho không đi. Ăn thế rau con. Mình ăn cơm xong rồi ăn cái trưa mình ăn Thái Lan các bạn. Mùa dịch này là ngày nào cũng ăn Thái Lan. Quên là có khi nấu Thái Lan rồi để tới ngày mai ăn. Sốp mè gan ăn sao nè? Ăn giống như là bán mayonnaise vậy đó. Hả? Bán giống như mayonnaise cái sốp này. Mè hả? Ba ăn thử thì con biết. Ba sẽ tự cảm nhận. Mới mặn lắm. Nó nói là sốp mayonnaise chứ không phải mè hả? Bây giờ thử miếng con nho nha. Nho biển các bạn. Sốt đi. Sốt như thế nào? Không. Mùi rớt. Ngon mà. Ngon. Nó giòn giòn. Giòn. Con cũng ăn nó giòn giòn. Ăn giống như là chao á. Tôi tưởng. Tôi bổ rồi. Cái gồng nho này á mình mua về thì chắc có mình với bé Đạt ăn à. Bà xã mình á cái gì mà lạ lạ là không dám ăn. Buổi sáng nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, hai chồng mình với Phát với Đạt ăn cơm rất sớm, tầm khoảng 6 giờ mấy đi chợ rồi, rồi khoảng chừng 8 giờ là ăn cơm sáng rồi đi chợ. Ngon quá mẹ ơi. Đi chợ một ngày ăn một tuần lại. Ơi cá hồi đó các bạn ăn nó bị cái bị chết nguy hiểm. Ủa, có trứng đó mẹ. Cá trứng nhiều quá. Thử cái gông nho không thử đi. Cái cảm nhận như thế nào? Má, ơi. Gông nho ngon hả? Ăn sao con? Thấy được gông không? Gông nho ngon lắm. Ngon không? Được. Được ăn đi. Chắc chắn câu đầu tiên ba nói nó sẽ là lạc với giòn. Nó hơi. Ăn không á thì cái cảm giác nó là lạ. Nó giòn.
Rồi cái hương vị của nó là ăn giống như là cái gông mình nấu chè vậy. Cái gông nấu chè. Cốc tay. Ừ, cốc tay. Tròn. Mẹ mẹ ăn chứ. Thôi con em mẹ cho con. Phê à? Ngon. Mình ăn cơm rồi đi, rồi cái mình tráng miệng mấy trái chôm chôm nè. Rồi có con dĩa pha lan này là để dành trưa mới ăn. Pha lan hôm nay luộc không có khét ha, phải khét cho thơm. Ngộ lắm. Phát á, ăn cá chạch chiên á, dưa khô cá chạch là phát á, ăn đuôi với đầu à. Còn hồi đó con hay ăn đầu. Đuôi ăn đầu. Trước á, hồi năm rồi á. Năm rồi hả ba? Ừ, năm rồi con hay ăn đầu với đuôi lắm. Có bị bác sĩ không? Không, con ăn con nhai hết trơn. Rồi, bây giờ trưa nay mình ăn khoai xong, chiều nay mình sẽ quay bé Phát chạy xe đạp cho các bạn xem ha. Bé Phát là mới vừa tập ngày hôm qua, là từ buổi trưa cho tới ba buổi chiều là biết chạy rồi. À, là mua chiếc xe đạp á, là cả năm trời mà Phát không chịu chạy, không chịu tập. Rồi mình cái hè nè, rồi ngày hôm qua mình la bé Phát, xong rồi bé Phát lấy xe đạp ra tập chạy. Rồi cá chạy được luôn. Cá chạy được luôn. Rồi cũng kêu ba nhận chết. Rồi ba kêu ba nó còn chạy. Chạy được rồi á, là đòi chạy tới tối luôn, chạy liên tục luôn. Rồi tí mà tối, hồi tối đâu vô mùng 7 giờ hả vậy? 7 giờ đó mà đòi ra chạy đạp nữa đó. Đúng rồi mà. Cái chạy còn khó lắm. À. Xe đạp. À. Lúc chưa cái chạy mà ba kêu nó chạy đạp nữa. Rồi, ăn cơm xong rồi, bây giờ chiều nay mình sẽ quay bé Phát chạy xe đạp cho các bạn xem chơi nha. Xe này là của Như, bạn của Phát, cao hơn của xe của Phát. Rồi khi nào con chạy chiếc xe này xong á, rồi ba lấy chiếc xe mới mua nha, chiếc xe lớn mới mua nha. Rồi Như rồi lên. Bên đây là cái miếng vườn của cậu Úc Tân, là ngang nhà mình. Bé Phát qua đây, bé Phát tập chiếc xe đạp đó. Rồi mà các bạn thường các bạn nghe cái tiếng chim kêu á. Đây là nhà chim nè các bạn.
là xéo nhà mình nha. Rồi thôi, mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.